Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và như chúng ta cũng đã biết thì tiếng Anh cũng giống như bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Cách tốt nhất để nâng cao Anh ngữ là được sống cùng và giao tiếp với người bản địa. Và du học Anh văn tại Úc sẽ mang đến cho bạn cơ hội sử dụng và cải thiện Anh ngữ hàng ngày. Và nhân đây thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn về các chương trình học tiếng Anh tại Úc. Thì dù Anh ngữ của bạn ở trình độ nào thì các trường đào tạo Anh ngữ đều có các chương trình riêng nhằm đáp ứng những nhu cầu của bạn. Hầu hết các trường có tiện nghi như nghe, nhìn, thư viện và học trên máy tính. Và ngoài ra còn có phòng lab học ngoại ngữ, tương tự như các giờ học gốc tiếng Anh ở nước ngoài. Và hiện có 6 khóa học Anh ngữ chính giảng dạy tại Australia. Thứ nhất là chương trình Anh ngữ tổng quát. Khóa học này chú trọng phát triển các kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là nghe và nói. Thứ hai là Anh ngữ vì mục đích học thuật. Khóa học này sẽ chuẩn bị cho học sinh vốn Anh ngữ cần thiết để học tập tại môi trường đại học hay là dạy nghề nói tiếng Anh. Và thứ ba là Anh ngữ vì mục đích đặc biệt. Các khóa học này chú trọng vào Anh ngữ thực hành trong các lĩnh vực cụ thể, bao gồm Anh ngữ kinh doanh, hàng không hay du lịch. Thứ tư là chuẩn bị cho trung học phổ thông. Khóa học này sẽ phát triển trình độ tiếng Anh để học sinh có thể nhập học vào một trường phổ thông tại Australia. Thứ năm là chương trình luyện thi. Các khóa học này sẽ chuẩn bị cho học sinh tham gia vào các kỳ thi lấy chứng chỉ Anh ngữ như là IELTS, TOEFL và các chứng chỉ Cambridge. Và cuối cùng là tham quan học tập dành cho những người có kỳ nghỉ ngắn hạn và học tiếng Anh. Những khóa học này là sự kết hợp tiếng Anh cơ bản về thể thao, xã hội, các hoạt động du lịch hoặc văn hóa. Và để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học thì bạn có thể tham khảo trên website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn. Và tại Tân Đại Dương có thể giúp cho các bạn ghi danh các khóa học tiếng Anh vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Các khóa học chính quy thường kéo dài từ 4 đến 48 tuần. Hàng tuần bạn sẽ dành khoảng 25 tiếng để học, bao gồm thời gian trên lớp và thời gian tự học. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về du học Úc cũng như là du học tiếng Anh tại Úc thì các bạn có thể liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc có thể gọi trực tiếp đến số hotline 0838 382080 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.